Mình sẽ test thử cái bo mạch mới này, cái bo mạch cũ này nhé, hai cái thì giống nhau rồi, thì xem nó hỏng cái gì nhé. Bây giờ mình sẽ đo thử xem, đo bo mạch cua nó thì nó nhìn thấy nó ấy hơn, nó xịn sò hơn, xịn sò hơn. Đây hai kiểu bo mạch. Các bạn có muốn bo mạch, mua bo mạch này thì ấn vào kích vào phần mô tả hoặc là cái phần bình luận nhé. Mua bo mạch Haco 936, chiết bo mạch, cắm cắm que hàn không nóng, chiết bo mạch thì các bạn ghi vào giỏ hàng mua nhé. Đây là các bạn có thì các bạn kích vào giỏ hàng các bạn mua của mình nha. Bây giờ mình sẽ đo xem. Con này thì cũng dùng là BT BT137 nhé. Dòng này là dòng 21 à, trên này là cua KOR, cũng không biết là thế nào. Mình thử đo xem các cái con chip xem. Bây giờ mình đo thì con BT trước nhé, BT sống này là đây các bạn, thì nếu nhỉ, con này mà đo là con sống là phải đo hai chân này ngoài này là kim nó chạy nhé. Đùa. Xong khi nó chạy ô tuột bố rồi. Tuột mẹ. Cười đau bụng. Phát đi vào lòng đất. Đấy. Chạy này. Nhìn thấy nhỉ? Đo hai chân ngoài cùng. Đấy, lên nhé. Đo hai chân trong này. Đo hai chân trong này. Đó, chiều nhau này. À, con này vẫn sống nhá. Ví dụ như đo tiếp. Đo tiếp thì mình sẽ đo các con chó nhé. Đây. Mình lấy một điểm này. Mình sẽ đo các con chó này. Con chở vào đây. Đây. Lên đây. Lên đây. À đây, đo chân này lên chân này là nó sáng. Đấy, bây giờ mình thử đo này. Đo chân này, lên chân này. Nó hỏng chắc hỏng cái đèn này rồi. Chắc chắn nó hỏng với cái đèn này rồi. Thế là mình không dám thay. Đây nhá. Nhìn này. Đây. Đây này, lên này. Đấy, đèn sáng. Trong điện này thôi. Rồi cái khác là ok mà. Bây giờ thử thử cách nào nhỉ? Thử thì cũng phải thay được cái điện này. Thử khó nhỉ. Nó không có cái hàng. Giờ thử mới khó. Chỉ nhớ nó cháy con này.
cháy con đèn này, cháy con đèn đấy, cháy cháy con ở đây đây đứng lên đây. Khả năng cháy cái đèn. Bây giờ mình rút được cái đèn này. Thôi phải đo cái khác em nhé. Ví dụ như đo trên nguồn trên này này. Xuống. Ví dụ đo tất cả cái chân hạ nó. Kiếm một cái chân chuyển tín hiệu này. Đo tất cả cái chân ở đây. Đấy, nền. Nền. Đấy, đèn. Giờ mình đo chân dữ liệu nhé. Đây này. Đây này. Chân nguyên chập vẻ rồi. Cao lắm. Cái này nó thấp này cơ mà. Nhẹ yeah. Đấy nó còn sáng một đèn kìa. Con này chập rồi. Không sáng đèn. Khả năng chơi con chơi con ủ. Chơi cái con thôi rồi. Chiêu chiêu. Bây giờ mình sẽ khò nó lại nha. Cho nó dựng lại lên nha. Ok.